Alo. Dạ, em đây. Chào mọi người nha, từ từ. Hôm nay quay cái máy sấy lóc nè. Máy sấy lóc rồi, anh cầm quay máy. Máy sấy lóc 24 chai. Đó, có cái khuôn luôn. Khuôn. Đang thử cái chai 500. Làm từ inox 304 hết toàn bộ nha mọi người nha. Máy rất là ổn định. Không có cái này luôn. Chắc cho mép là nó một cái. Quạt thế im rồi. Rồi bắt đầu đi qua bên kia. Từ nó đang dướng cái miếng thế bên trong á. Dạ anh liền. Qua chị coi thử nó có ra sao. Được không? Đang đều không? Đang chạy tốc độ vận tải là 45%. Nhiệt độ là đang là 130. Quá đẹp mà, thấy quá mà, dễ thấy mà. Đẳng cấp. Tóm đầu quá rồi nè. Quá đẹp. Xây một tròn. Xây một tròn. Rồi, rồi, vô cái chai này, chai tròn nó hơi mốt. Có hạ nhiệt độ chưa? Hả? À, có, hai quá đẹp. Căng bóng lưỡng. Đều. Cái quạt này nó quạt đều nè. Cái quạt này quạt mạnh đó. Ok. Lâm. Hai bốn chai cứng ngắt. Rất đều. Đích đồ đều luôn. Đích đều trên đều luôn. Là hốt rồi nè. Mà cô mốt cô thiện mà chảnh ông ấy đó với cái quạt đó. Dạ. Ok nè. Một lóc rồi thử rồi đó, bây giờ nói chuyện nha. Đây là vận tải sấy bằng lưới inox 304 chạy xích rất bền luôn mọi người nha. Cái này chờ nóng rồi không? Chạy xích rất bền luôn. Cái dưới cũng nóng đều luôn à. Đó, dùng quạt thổi nhiệt đều trên luôn. Trên dưới nó đều. Trên dưới đều. Nó ở trên nó không nóng hùng. Không. Dưới chứ. Không, không. Dưới nó không có nóng hùng. Nóng đều. Ở dưới đây giờ nó nóng mà. Vậy nó nóng lên à. Nó hực lên nó đảo nó đảo đều á. Hực lên. Nó đảo đều vậy là lóc nó ra nó đều hơn. Vậy là biết nguyên nhân của bị vậy. Có tủ điều khiển luôn. Đó, tủ điều khiển chạy bằng biến tầng inverter. Đầy đủ không? Cái cục đó là để cho cái motor này thôi. Cái motor này nó xài điện khác. Tùy theo cái loại motor mà mình đưa vô. Chạy nhông xích này nó cũng rất là bền luôn. Đó. Quạt tản nhiệt. Tủ điều khiển. Bằng tải xây lốc. Cái bàn này để mình sắp lóc luôn. Có bánh xe để đẩy tới đẩy lui luôn. Vận tải nó dài cho nên là độ nhiệt nó sấy ra nó ổn định lắm. Rồi cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh của mình nha. Chào tạm biệt mọi người. Ai cần mua máy sấy lóc thì liên hệ số điện thoại cho mình nha mọi người. 0907 749 286. Còn đây là cái vận tải của dây chuyền Inly và sấy ly tự động. Đang làm gian dở chưa xong. Khi nào xong mình quay cho mọi người xem. Hả? Có chỗ là do Trinh nó kéo cái xích chưa căng. Nếu mà xích căng hết rồi ok. Đó, rồi chào tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh của mình. Đây là cái video về máy sấy lốc 24 chai.